Thưa quý vị và các bạn, đó là lời chào tạm biệt của hậu trái đất 2009, Larissa Ramos. I spent one year cả năm qua tôi đã luôn nghĩ đến buổi tối mà tôi sẽ trao vương miện của mình cho một hoa hậu khác. Và bây giờ thời khắc đó đã đến. Trong tôi lúc này những cảm xúc rất lẫn lộn, hạnh phúc, lo lắng, hồi hộp. Và tất nhiên tôi vô cùng biết ơn vì đã có danh hiệu này trong một năm qua, năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Trong một năm qua, tôi thực sự vui vì đã phát triển được những dự án lớn để giáo dục mọi người về việc bảo vệ môi trường cho những thế hệ tương lai. Tôi cũng rất vui vì những gì học được từ các hoạt động này chắc chắn sẽ giúp ích nhiều cho tôi khi theo đuổi ngành sinh học. Nhưng điều quan trọng nhất mà danh hiệu Hoa hậu trái đất mang đến cho tôi chính là cơ hội được mở rộng tầm mắt, gặp gỡ những con người tuyệt vời, những người sẽ gắn bó với tôi đến suốt cuộc đời. And the chance to meet amazing people that I will continue to remain a part of my life forever. Tối nay chiếc vương miện này sẽ biến giấc mơ thành hiện thực cho một cô gái xứng đáng, giống như tôi của một năm về trước. Tôi cũng xin cảm ơn Carousel Productions, cảm ơn tổ chức Hoa hậu Quốc gia Brazil. Và đặc biệt là ngài José Alonso Dias, người đã luôn ủng hộ cho tôi, và lời cảm ơn đến gia đình tôi, những người đã luôn ở trong trái tim tôi cho dù tôi ở đâu. Và trên tất cả, tôi xin cảm ơn Thượng Đế vì đã cho tôi cơ hội để có được những trải nghiệm tuyệt vời này. Tất cả quý vị hãy cùng tặng cho Hoa hậu trái đất Larissa Ramos một tràng pháo tay thật lớn. Xin chúc mừng Larissa, cho cô đã có một năm rất tuyệt vời đúng không? Trong phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với phần biểu diễn trang phục dạ hội. Bởi thế hãy đừng chuyển kênh nhé. Vinpearl is the new symbol of Nha Trang, a fast-growing tourist city. A town striving at becoming one of the world's top holiday destinations. The place offers perfect world-class accommodations and leisure facilities. In the midst of a wonderful natural landscape, the island is a shining pearl in the crown of an ocean queen, a dazzling flower basket flowing in the water of the world's most beautiful bay. Vinpearl Nha Trang is a green paradise, a preferred destination in the travel map of a classy vacationer.